Ván đậu được nhiều người gọi là vua dinh dưỡng, không chỉ ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, cao huyết áp và bệnh tim mạch ở người già, ván đậu còn phòng chống lão hóa, tái tạo làn da và kích thích sự phát triển não bộ ở những người trưởng thành và người trẻ tuổi. Ván đậu, hay còn gọi là phù trúc, là nguyên liệu không thể thiếu trong những nồi lẩu. Thực chất, ván đậu được làm từ nguyên liệu chính là đậu nành nên giàu dưỡng chất và lành mạnh. Thành phần của ván đậu chính là protein chiếm khoảng 45%, tiếp theo là lipid và carbon hydrate, mỗi loại chiếm khoảng 22%, còn lại chỉ khoảng 8% là nước. Protein có trong ván đậu không chứa cholesterol, tốt cho sức khỏe. Ngày nay, ván đậu ngày càng được sử dụng nhiều để chế biến món ăn bởi vị thanh đạm, lạ miệng lại giàu dưỡng chất. Với thành phần chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, năng lượng, carbon hydrate, vitamin. Ván đậu là thực phẩm giúp hỗ trợ, bổ sung và tăng cường sức khỏe cho con người. Ván đậu là thực phẩm lành mạnh, rất tốt cho sức khỏe của người dùng. Không chỉ ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, cao huyết áp và bệnh tim mạch ở người già, ván đậu còn phòng chống lão hóa, tái tạo làn da và kích thích sự phát triển của não bộ ở những người trưởng thành và người trẻ tuổi. 4 công dụng tuyệt vời của ván đậu, bạn nên ăn thường xuyên hơn. Ngừa bệnh mãn tính. Protein có trong ván đậu không chứa cholesterol, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là người già, người có các bệnh mãn tính về máu, huyết áp. Ván đậu còn chứa axit béo không no, hàm lượng axit linoleic cao giúp gia tăng tốc độ đào thải cholesterol trong máu, giúp ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch. Ngoài ra, ván đậu còn có tác dụng làm sạch mạch máu, giúp hạ cholesterol, làm mềm mạch máu, ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, kích thích não bộ hoạt động, ngăn ngừa bệnh Alzheimer hiệu quả. Tốt cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh. Hàm lượng soflavone, một chất có cấu trúc tương tự như hormone estrogen, có trong ván đậu, có tác dụng chống lại quá trình loãng xương và nuôi dưỡng xương luôn chắc khỏe. Đặc biệt là đối với những phụ nữ đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì đây là một món ăn dinh dưỡng không thể thiếu. Ngoài ra, hoạt chất estrogen có trong ván đậu cũng giúp phụ nữ vượt qua những triệu chứng của thời kỳ mãn kinh như giảm ham muốn, giảm đi sự khó chịu, cáu gắt. Giúp giảm cân. Các hợp chất có trong ván đậu, protein, isoflavones sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn, từ đó giảm lượng mỡ thừa ở bụng, hỗ trợ giảm cân, chống béo phì và ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và tim mạch. Làm đẹp da. Ván đậu cũng được xem như là một trong những loại thực phẩm chức năng, giúp cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ quá trình tăng sinh vòng một vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, các thành phần dinh dưỡng khác có trong tàu hũ kia cũng có khả năng tái tạo, phục hồi những vùng da bị tổn thương, giúp tăng cường độ ẩm và dưỡng cho da luôn trắng mịn, tự nhiên. Ai không nên ăn ván đậu? Mặc dù ván đậu rất có lợi cho sức khỏe mọi người, đặc biệt là phụ nữ, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp không nên sử dụng ván đậu như người có bệnh lý về thận, người mắc bệnh gút, rối loạn đường huyết hoặc đang dùng thuốc có thành phần tetracycline. Cách chế biến ván đậu để ăn lẩu. Ván đậu được đem đi ngâm nước cho mềm và nở. Sau đó đem rửa sạch lại với nước rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Đặt chảo lên bếp, đổ dầu vào đun sôi cho tới khi nóng thì thả từng miếng ván đậu vào và chiên cho vàng đều hai mặt. Khi ván đậu thơm và có màu vàng, bạn vớt từng miếng ván đậu ra chiếc rổ đã lót giấy thấm dầu. Sau đó xếp ván đậu ra đĩa và thưởng thức cùng với món lẩu.